Vâng, xin kính chào quý vị. Hiện tại tôi có mặt đây là xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì nơi đây tôi có một cái sản phẩm là 6.928 m². Ở trên nó hơi mờ một tí. Cái chỗ này là cách cái tỉnh lộ của mình chỉ khoảng tỉnh lộ mà 765 khoảng tầm 600 m thôi quý vị nhé. Đường bê tông đây, cái sổ thì như thế này và hình thù của lô đất là đây. Đây, hình thù của lô đất là như vậy, là đường phía trên ha. Tuy rằng nó hơi xéo góc đấy nhưng mà quý vị có thể phân xào phân lô ra được. Cái lô đất này nó có 150 thổ cư, mặt tiền đường này là đường 6 m và phía ngoài người ta đổ bê tông rồi. Đây đường đá và trong đây là còn đường đá như quý vị nhé. Đường có hiển thị trên bản đồ nhé. Nên lô đất mình là tới cái hướng này luôn. Nó xéo góc. Chỗ này nó hơi xéo một tí nhưng mà từ đây vào tới trong kia thì khoảng tầm 30 mét quý vị phân một lô ra đây cũng được. Hơn 30 mét cái đường xéo góc này. Đấy, tới ngay chỗ tiêu này nó xéo góc thì nó là hướng từ đây. Đấy, quý vị nhé. Cặp nó xéo góc kìa, ngay chỗ cây điều kìa ha. Đấy, xéo một chút xíu như cái bản đồ thôi. Đây thì hiện tại mức giá đang được chào bán là 340 một xào. Nhầm, xin lỗi, 440 triệu một xào quý vị nhé. 440 triệu một sào thì cái lô đất này được khoảng chắc cả 100 m. Để tôi thử đi tôi ước chừng xem. Ở đây đất nói chung là bằng phẳng và vuông vức luôn ha. Thế ra đây anh ạ. Đấy. Đây có 150 của thổ cư thì khoảng tầm cỡ 100 m một tiền này. Để tôi vào thử xem với trong chỗ này như thế nào. Ở phía dưới kia có suối nha quý vị nhé. Có suối hay cái gì này? Phải cái con mương bé bé, không phải là suối. Ở đây trên đất toàn trồng điều thôi. Bốn trăm bốn mươi triệu cho một sào đất này quý vị nhé. Quý vị muốn phân xào, phân lô ra thì mua lô đất này đầu tư rất là ok này. Đấy, xe ô tô mình vô tới đây này, xe ô tô đi thoải mái, xe đường xe tải đi vi vu ha. Cả 100 m mặt tiền nhé. Mình thấy mặt tiền đường này rất dài, khoảng cầm 100 m, 100 m mặt tiền đấy. Đấy, lô đất mình là tới cái chỗ này thôi quý vị nha. Đi vào đây thì nó xuống đây nó nở hậu ra bên này. Đấy, nói chung là rất là đẹp luôn. Ở khu vực này thuộc xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đây, cách lên Long Thành khoảng cỡ 50 km, cách lên Sài Gòn thì khoảng tầm 70-80 km quý vị nhé. Đấy, quý vị nào muốn mua một lô đất ở đây đầu tư phân xào phân lô để bán nền thì hãy liên hệ lại cho Văn Trung. Xin kính chào và hẹn gặp lại các video này.